Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn về loại Miro đa năng sử dụng nguồn điện trực tiếp. Thay vì các bạn thấy một số loại Miro đa năng trên thị trường thì nó sẽ dùng pin sạc và cái cổng 5V. Cổng 5V để sạc vào cái loại Miro đa năng. Thì khách hàng có nói với mình là nó có một số cái bất cập khi mà người ta đang sử dụng thì nó bị hết pin. Nên vì vậy ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu về loại Miro đa năng do bên mình custom. Custom là gì các bạn? Bên mình custom là bên mình sẽ lựa những cái loại bo tín hiệu, những loại đầu Miro như thế này nè. Đó. Bên mình sẽ làm một cái loại Miro không dây 2 cây làm sao mà tiện dụng, dễ dùng nhất cho khách hàng. Ví dụ mình xài lá cột đi. Đó, mình xài lá cột ha. Cái này clip này là không phải giới thiệu về lá cột nha. Rồi thì mình xài lá cột, mình có một bàn mixer, mình phải đem Miro rất là nhiều. Thì bây giờ Miro nó còn có nhiêu đây thôi các bạn, nó chỉ còn cục ở trên cái tay của mình thôi. Đó, mình cắm nguồn điện trực tiếp là mình không sợ hết pin, nó nhận sóng là nó phát thôi. Tại sao hồi xưa mà Miro nó bự ha các bạn ha, bây giờ là những cái dạng bo Miro nó làm rất là nhỏ, rất là tinh gọn mà công suất cũng rất là ấn tượng các bạn. Một bộ Miro mà những cái dạng bo như thế này nè, nó có khả năng nó phát tới 50m, rất là tốt. Mà cái tiếng sau này á, cái tiếng Miro sau này nó cũng không có bị nát âm như hồi xưa. Hồi xưa ví dụ như mình mua Miro rẻ tiền đúng không, mình mua Miro rẻ tiền mỗi lần á mình nói lớn vào cái đầu Miro như thế này là nó bị nát âm, nó bị rè. Mà hồi xưa là trên cái bo Miro nó cũng không có con chip chống hú nữa. Thì bây giờ người ta sẽ tích hợp trên cái bo này nhiều chức năng lắm. Thì bên mình custom cái dạng Miro này mục đích là để cho khách hàng đa năng, dễ sử dụng, dễ di chuyển. Mình có thể dùng cái này hát karaoke nhà vẫn hay. Thì bây giờ mình cắm điện vào trực tiếp là đèn nó sáng đây, rồi mình cắm dây tín hiệu của mình vào thôi. Đó. Rất rẻ, Miro này rất rẻ các bạn, rất rẻ, rất tiện dụng. Tại này mình hàng, mình làm Việt Nam mà. Đó. Tần số sóng thì ở đây mình lựa chọn cho các bạn tần số sóng là 700. Thì cái tần số 700 này nó sẽ rất là lợi hại. Những cái giờ, những dạng sóng mà 3G, 4G bây giờ rồi các bạn, là nó dễ ảnh hưởng trên cái tần số Miro là tần số 600. Ví dụ trước đây các bạn không bị, nhưng mà sau này tần số 700 nó sẽ ổn định hơn. Đó. Rồi, thả ra thôi, mở nguồn lên là mình nói được rồi. Đó, có tiếng nè. Alo 12 đó. Alo 1256 đó, thấy không? Rất là tiện nha các bạn, thấy không? Tiện lắm đó. Mình có một cái loa cột mình đem đi du lịch đó. Rồi mình chỉ việc gắm cái này vào bàn mixer, một cái bàn mixer mini nhỏ thôi là mình có thể xài được rồi. Đó. Cái này thì bên mình custom là bên mình sẽ lựa chọn những loại bo. Cái model là TAD102A. Thì các bạn lên website của mình á, các bạn muốn mua sản phẩm này thì các bạn lên website đại thiên ân.com của mình, các bạn mua cái sản phẩm này. Mấy hàng này custom thì mình sẽ bảo hành cho các bạn 12 tháng. Về độ cứng cáp thì nó chắc chắn là nó sẽ bền hơn những cái loại Miro đa năng rồi các bạn. Miro đa năng á là nó có mấy cái đầu số lại dài rồi các bạn di chuyển lui tới, hoặc là những cái nút bấm gạt qua gạt lại nó rất là dễ bị hư. Thì với một cái bộ Miro custom như thế này á, nó sẽ bền mà dễ dùng hơn cho các bạn. Đó. Mình ở đây mình sẽ có 2 cây. Bộ nó 2 cây rồi. Này. Alo 12456, mình đang xài loa đây. Tiếng cũng rất là ok. Đó, những cái loại đề mới sau này á, thì nó đỡ cái phần hú cho các bạn, mà nó khuếch đại tiếng nói mạnh lắm. So với những cái loại Miro cao cấp á, thì cái độ chi tiết thì so với những cái dòng cao cấp mà phải thiên về những cái dạng mà sân khấu lớn á, hoặc những sự kiện lớn á, thì chắc chắn là nó sẽ không có bằng, tại vì trên đó hệ thống âm thanh nó khuếch đại mạnh lắm. Nó sẽ dễ thấy cái lỗi của nó phô, nhưng mà đối với hệ thống âm thanh của mình hoặc cái tính tinh gọn với cái khuếch đại mạnh mẽ, tiếng rõ ràng, sóng ổn định thì nó đã
góp phần làm cho cái system, những cái vấn đề về gia đình của mình sử dụng nó ổn định. Đó. Rất là ok các bạn. Cái này mình đã bán cho một số giáo viên người ta giảng dạy rồi. Ở trên lớp học á. Ở trên lớp học á thì mấy cái dạng mà bộ Miro người ta phải cắm dây tùm lum hết. Đó, phải chỉnh lui tới rồi lệch sóng tùm lum hết. Thì cái Miro này tần số cố định nên người ta chỉ cắm vô cái là người ta xài được rồi. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Rồi các bạn muốn mua Miro thì cứ lên website của mình ha, daithienan.com.